này. Ở đây này giống những chết máu. Ở đây rất là quan tài vỡ vỡ. Đây là những chết máu. Clip đầu tiên của mình đó chính là mình sẽ đến một nơi rất là đặc biệt, đó là nhà bác sĩ Nu. Các bạn muốn biết ở trên đó có gì, hãy cùng đi theo chân mình nhé. Ok, let's go.